chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ nha. Các bạn ơi, nhớ đừng quên nhấn like và chia sẻ những cái clip này cho bạn bè cùng xem. Và mọi người ủng hộ kênh mình bằng cách là nhấn vào cái nút chuông đó các bạn để đăng ký. Các bạn sẽ cập nhật được những cái video mới nhất mà mình sản xuất ra. Mong tất cả mọi người ủng hộ mình, nhanh tay lên nhấn vào nút subscribe các bạn ơi. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sáng hôm nay đi chợ các bạn ơi, cuối tuần hôm nay đi chợ thịt coi ra làm cái món gì nha. Hôm nay là có một cái loại món đặc biệt mà mình mua về, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết vào cuối tuần mình sẽ ăn cái món gì. Thường thì cuối mỗi tuần là mình sẽ làm một món, sau đó mình review lên cho các bạn. Chim kêu, gà kêu và những cái tiếng ở ngoại thành rất là vui tai nha các bạn. Đây là chiếc nón huyền thoại các bạn ơi, chiếc nón huyền thoại và cái góc bếp quen thuộc mình đi ra nên vô trời nắng nha. Đây là chiếc nón huyền thoại theo mình trong cái suốt trong quá trình mình làm bếp hoặc là mình đi ra đi vô đó để cho nó đỡ nắng. Rồi xin mời tất cả các bạn theo chân mình để mình chia sẻ cho các bạn một món vào cuối tuần nha các bạn. Xin mời. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đi chợ về nè. Đây, một món. Hôm nay mình cuối tuần mình sẽ làm cho gia đình một món đặc biệt nha các bạn. Wow, anh trai, anh em cái này gì đi anh trai? Hả? Dạ. Con này con gì biết không? Dạ không biết. Con này hả? Là con ghẹ. Dạ, nó giống con cua ha. Nó là dòng họ dĩ cua ha. Có con này là con ghẹ. Con ghẹ này, con ghẹ Vũng Tàu. Sáng vừa mới mua rất là ngon ha. Nó còn ngoe ngoẩy nè. Sáng mua là sống đó các bạn. Để nãy giờ nó sùi bọt cho mẹ. Nó đang thở. Nó đang thở. Rồi, đây các bạn ơi, hôm nay mình mua một ký rưỡi ghẹ và để mình làm một món. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình làm một món ghẹ rất là đặc biệt nha các bạn. Các bạn đoán đi cái món gì nhỉ? Dạ, không biết. Chấm hỏi gì con? Chấm hỏi. Không phải ghẹ hấp nha, không phải ghẹ luộc nha, không phải ghẹ gan me nha. Nhưng mà một món này rất là đặc biệt nha các bạn. Đó. Một món đặc biệt xin giới thiệu với các bạn hôm nay là ghẹ gan muối nha các bạn. Hồi xưa giờ các bạn thấy là ví dụ như rùa gan muối nè, cua gan me này kia nọ. Nhưng mà hôm nay một món ghẹ rất là đặc biệt. Sau này mình chia sẻ với các bạn nếu các bạn nào có thời gian làm thử ăn xem nè. Con ghẹ này gan muối nha các bạn. Mình chế biến và gan muối như thế nào mời các bạn sẽ tiếp tục theo dõi ha. Như con ghẹ này bây giờ mua về mình rửa thật sạch đi. Ghẹ này nó cũng sạch sẽ rồi. Sống mới vừa đem lên ha. Đúng là nó còn sống, hồi lúc mua nó còn sống. Giờ nãy giờ đi về rồi, hơi bị ngọt rồi. Làm liền chứ không phải mất thịt. Con ghẹ với con cua là nó có cái những cái khác nhau. Ví dụ như con ghẹ nó vừa ngọt, nó ngọt chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì nó thịt nó vẫn còn. Nhưng mà con cua đó các bạn biết không, con cua mà vừa ngọt thôi các bạn phải bảo quản vô ngăn mát hoặc là ngăn đông đó để trong vài tiếng đồng hồ sau thì ăn được. Chứ còn nếu mà con cua mà cua biển á, mà nếu mà nó chết đi rồi cái thịt nó chút xíu là nó sẽ mất thịt, ăn uống không có ngon, không còn thịt nữa. Còn con cua con ghẹ thì nó hơi khác hơn một chút. Mình rửa là mình lấy cái mai này cho sạch này. Đó rồi mình cắt dây ra luôn. Nó ngọt rồi, nó không có kẹp được. Con cua mà làm kiểu này là nó kẹp chắc chết. Bà ăn cha thấy không? Dạ thấy. Đây, nhưng mà có con này nó còn sống mà cũng kẹp nữa nha. Nó không ấy đâu. Đó. Mà con ghẹ khi mà mua mình ăn đó các bạn, người ta không có chối nhiều giống như con cua. Con cua khi mình chối là cái cọng dây nó rất là nặng luôn đó các bạn. Tại vì con cua cái nó hung dữ lắm, cái càng của nó kẹp. Thành ra người ta phải chối cho cứng. Còn con ghẹ này nè, ta đâu có chối gì đâu. Đó chỉ cột trong cọng dây thun thôi. Con lại chơi xe tiếp đi. Con muốn coi mẹ làm. Muốn coi mẹ làm, mới mốt con làm phụ mẹ nha. Con mà làm phụ mẹ được, tốt mẹ ăn được, chắc mẹ rụm. Mẹ hết răng. Mẹ hết răng rồi nếu mẹ ăn vô. Hết răng để ăn. Trời, con làm chắc hết răng. Hồi sáng cho đi qua em cho mượn cái chiếc xe rồi thế nào? Chiều mẹ lấy hả? Chiều mẹ lấy về mẹ coi đây. Dạ. Mẹ sưu tầm nhiều xe quá, bữa nay mẹ lấy ra chơi. Con này là con ghẹ, nó sống ở đâu con biết không? Dạ không biết.
con ghẹ nè. Con ghẹ nó sống ở biển. Đúng rồi, chính xác. Bạn trả lời chính xác. Câu trả lời của bạn rất là chính xác. Rồi nay ăn hoành tráng luôn ta ơi. Mấy con ghẹ này lựa là nó chắc thịt dữ lắm. Mẹ con hỏi mẹ này nè. Sao nó mới có mấy cái đen đen ở trên đầu nó? Nó tạo hóa tạo cho nó ra là nó có cái chấm đó để cho nó làm đẹp cái thân thể của nó. Đó, nó có cái chấm đen. Đó, nó còn ngoe ngoe. Ghẹ muối. Rồi hôm nay làm ghẹ một cái món đó rất là đặc biệt là ghẹ gan muối nha các bạn. Đó, ghẹ gan muối thì nó mình hơi có cái thời gian mình làm cho ráo nước nha. Rồi xong xuôi rồi. Rồi bây giờ con ghẹ này để cho thật là ráo. Ráo nước thật là ráo nước mà mới gan muối được. Ok. Con ghẹ các bạn biết không, con ghẹ này gan muối á, thì nó còn vẫn giữ nguyên cái chất và nó không có mất cái gì hết trơn. Còn ghẹ ví dụ như mình ghẹ luộc á thì nó ra nước ngọt đi. À, còn ghẹ hấp thì cũng ok, ghẹ hấp bia ha các bạn. À, ghẹ này thì cũng làm ra nhiều chế biến nhiều món. Nhưng mà ghẹ hấp bia nè, ghẹ ui nó còn bò. Ok. À, để cho nó chút xíu nó ráo ha. Ok, đây hoành tráng 1,5 kg ghẹ các bạn ơi. Hôm nay làm ghẹ gan muối. Rồi mình để chút xíu cho nó ráo cái nước rồi sau đó tiếp tục mình làm ha các bạn. Đó, cái mai này nó cũng sạch sẽ rồi. Ủa, nó còn bay vậy. Ok, rồi thôi mình để cho một chút xíu nữa để cho ráo nước rồi mình bắt đầu gan muối ha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình tiếp tục bây giờ mình gan muối ha. À, mình chuẩn bị một cái son này. Cái son này các bạn biết cái son này là chuyên để gan muối. Thành ra mình gan xong là cái son này coi như là không có xài cho những cái khác được. Nó đen lúa mà nó... Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái bịch muối nha các bạn. À, bây giờ ở đây mình lau cho thật sạch. Cái son này mới rửa. Mình lau thật sạch. Ok, rồi bây giờ mình ghẹ gan muối, bây giờ mình sẽ giải ở dưới một lớp muối nha các bạn, giải dưới đít son này nè, đó một lớp muối để cho ghẹ này nó nóng lên thôi, đó các bạn thấy là đây một lớp muối nha, đó giải dày đi, đó mình, rồi bây giờ giải ở dưới son này, ở dưới đít son là một lớp muối, bây giờ sau đó mình sắp ghẹ lên nha các bạn, bây giờ mình sắp ghẹ lên nè. Đây, mình sắp ghẹ hết cho vào son. Lật trên lật dưới gì cũng được. Ok, ghẹ này ngon quá ha. Rồi, khi mà sắp xong rồi đó các bạn ơi. Khi mà sắp xong ghẹ vô cái son này rồi, bây giờ mình giải thêm một lớp muối nữa nha các bạn. À, làm cũng là đơn giản thôi. Đó. Sau đó là mình đậy lại, rồi bắt đầu mình bắt lên nồi thôi. Đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục bắt lên nồi ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục bắt lên bếp. Rồi mình bắt cái son ghẹ này lên bếp nha các bạn. Mình đã giải muối ra xong rồi. Làm cái món ghẹ gan muối này nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình đậy lại. Đó. Thì sau khi mình chờ đợi cho cái muối nè nó nóng lên nha các bạn. À, khi mình gan á là muối nó nổ dữ lắm, nó nổ để cho chín con ghẹ luôn. Chứ mình không có đổ nước gì hết, chỉ muối sắp ở phía dưới một lớp và sau đó ghẹ sắp lên và mình rải thêm một lớp muối nữa. Khi mà cái son thật nóng đó là muối nó nổ lên á, nó nổ lên nó nóng thật nóng là để cho chín con ghẹ luôn. Chứ mình không có lấy ra lấy vô nữa mà cũng không có đổ nước thêm ha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại đây các bạn ơi. Mình chờ khoảng 10 phút đến 15 phút. Rồi các bạn ơi, mình dở ra mình kiểm tra xem như thế nào. Wow, bây giờ bắt đầu chuẩn bị nó đỏ rồi đó các bạn. Ghẹ gan muối này nó chất lượng lắm các bạn ơi, nó không có ra nước ha. Coi như là cái chất nước ngọt là nó ở trong con ghẹ luôn. Cái muối này nó làm cho nóng lên là chín con ghẹ thôi. Chứ không có dùng đủ nước. Để xem ở dưới này thế nào. Wow, muối nè. Đó. Muối nó làm cho nóng rồi chín con ghẹ luôn. Cái thịt ghẹ này ăn như vậy nó rất là ngọt. Coi như là không có tiết ra một cái nước gì hết trơn. Rồi, thịt nguyên chất luôn. Ok. Muối này nó làm cho nóng và nó chín con ghẹ. Ok, tí xíu nữa là được rồi đó. Chờ đợi.
Rồi các bạn ơi, bây giờ mình gỡ ra mình kiểm tra thêm lần nữa và xem thế nào vào. Các bạn thấy không, bây giờ là nó chín rồi đó. Giờ không có nước, bây giờ mình sóc lên thử ha. Wow, muối nó vẫn còn nè các bạn. Cái độ muối của nó nóng quá. Là nó chín con ghẹ thôi, giờ còn nguyên chất nè các bạn thấy không. Đó, rất là chất lượng luôn. Ok, con ghẹ này nó cũng dễ. Đó, các bạn thấy nè, đó nguyên một cái son ghẹ rang muối lên. Quá trời ngon luôn. Rồi, cho vài phút nữa. Ok, bây giờ được rồi các bạn ơi, mình nhắc xuống đây. Đó, bây giờ mình tắt bếp. Đó, bây giờ mình kiểm tra coi. Trời ơi, nó ngon quá, chất lượng luôn. Các bạn thấy không, nó đâu có ra nước gì đâu. Đó, cái muối này nè. Nhưng mà cái son này dùng là coi như là chiên nha các bạn. Chứ để cái son này không sử dụng được cái khác nha, nó sẽ bị hư. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình đổ ra đây. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đổ ra đây. Đó, quá trời chất lượng một son luôn. Đó, bây giờ mình đổ ra đây. Nóng. Gấp ra hết. Wow, nó khô ráo các bạn ơi, nó không có nước. Đó, để mình gấp hết ra rồi mình cho các bạn xem trong cái son nha. Rang muối này chất lượng dữ lắm các bạn. Wow, quá trời ngon luôn. Rồi, đây mình cho các bạn xem nè, khi muối ăn xong nó vẫn còn khô ráo nha các bạn, nó không hề chảy nước luôn đó. Đó, thì khi cái muối này nó nóng là nó nổ và nó làm chín cho con ghẹ thôi. Rồi bây giờ chúng ta được một rổ ghẹ này thì các bạn thay cho mình đi Vũng Tàu mình ăn nha các bạn, tươi ngon luôn. Bây giờ trên con ghẹ nè nó dính, nó sợ nó mặn, bây giờ mình rửa lại một lần nha các bạn. Mình rửa sơ lại một lần rồi mình để ráo. Ok, để cho nó trôi cái muối đó đi. Ok, mình rửa nhanh, con ghẹ này nó còn nóng dữ lắm ạ. Ok, rửa cho nó đừng bám lại, nó mặn thôi. Quá ngon luôn. Đó, khi mà mình làm như thế này đó các bạn ơi, không hề mất chất, coi như là vẫn còn tươi, vẫn còn nguyên cái chất và cái nước ngọt của nó vẫn giữ ha, nó không có ra nước. Đó, rất là chất lượng luôn. Đây là một cái rổ mà ghẹ rang muối các bạn ơi, rất là chất lượng tuyệt hảo luôn. Mơ mốt mà bác cấp, bạn nào có dịp ở cuối tuần á, mình làm cho bạn bè gia đình á, mình có thể là xem qua clip và nếu mà thấy được thì các bạn sẽ làm theo cái cách này để mình ăn thử nghiệm xem sao. Rồi các bạn ơi, giờ mình sắp ra đĩa rồi. Đó, để qua xem được bao nhiêu. Thôi, vọn vẹn một đĩa thôi. Một đĩa thôi là đủ. Đó. Rồi, các bạn thấy không, sau một quá trình làm sau khi một làm bếp rồi, bây giờ thành quả mình nè các bạn ơi. Đây là ghẹ rang muối nha các bạn, một món ăn rất là đặc biệt so với những cái món ăn khác, ví dụ như hấp gừng, hấp bia hay là luộc thì nó sẽ ra chất nước ngọt. Bây giờ mình rang muối là mình giữ nguyên chất luôn các bạn. Cái này mình sẽ ăn với muối tiêu chanh. Bây giờ mình gia đình mình thưởng thức đây để ăn xem có ngon không các bạn nha. Rồi mời các bạn. Rồi các bạn ơi, thành quả mình đã đạt được đây. Sau một buổi sáng mình đi chợ về mình làm. Đây là một món mà ghẹ rang muối nha các bạn. Các bạn thấy là khi ăn xong nè. Đó, bây giờ con ghẹ nó rất là ngon ha. Nó tươi và nó không có ra cái chất nước ngọt ở trong cơ thể của con ghẹ. Mình ăn luôn nguyên chất ha. Ăn với muối tiêu chanh. Nếu mà vào dịp cuối tuần các bạn có thể là làm món này để cho gia đình ăn, hoặc là để bạn bè. Chúng ta có một bữa tiệc thật là ngon tại nhà mà không cần ra quán ha các bạn. Xin mời các bạn ăn cùng với gia đình mình nha. Rồi bữa nay gia đình mình ăn ghẹ rang muối các bạn ơi. Sáng giờ làm, bây giờ mình thưởng thức thôi. Rồi mời cô chú đi con. Em mời cô chú. Rồi mời cô chú xem một con ghẹ nha. Chí chí chí. Rồi mời cô chú ăn ghẹ rang muối nha. Để thưởng thức rồi các bạn ơi, xem như thế nào. Ok. À đây có dụng cụ đồ nghề luôn. Đây, từ đây mẹ bẻ cho. Ok. Đây mẹ bẻ như thế này nha. Nè, đó. Chắc là rất là ngon, tại vì ghẹ rang muối này nó không có nhả ra cái chất nước ngọt trong cái con ghẹ ra ha các bạn. Ăn luôn. Ok, rồi ăn xong rồi bỏ vô dĩa này. Đó. Rồi con thử cái nào.
mình ăn thử miếng nha. Ok. Thịt ngon quá luôn à. Dùng bằng tay luôn ha nè con. Đó, rỉa thịt ra. Bẻ hay gì rỉa thịt ra cho. Đấy. Cô chú ơi ngon lắm luôn á. Rồi mình ăn thử nha các bạn. Mẹ con nha cô chú. Ăn thử nha. Trời các bạn ơi nó ngọt quá trời luôn á. Các bạn ơi, cái thịt ghẹ nó ngon quá trời, nó ngọt xớt luôn nè các bạn. Mời con nha. Như vậy là ghẹ răng muối này rất là chất lượng các bạn ơi. Cái nước nó rất là ngọt luôn, không có ra chất nước ngọt từ cơ thể con ghẹ. Cho nên bây giờ ăn nguyên chất luôn, ngon quá trời ngon luôn. Cái thịt nó ngọt. Nói chung là khi mà mình làm cái này á các bạn ơi, mình so với ghẹ hấp nha. Ghẹ hấp bia nè, ghẹ luộc nè, thì cái ghẹ răng muối này nó rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Còn hơn cả mấy cái thứ đó nữa cô chú. Bye bye 3 ngàn. Ôi các bạn thấy nè, đó, rất là chất lượng luôn, là nó khô, nó không có nước động ở trong này, rất là ngon luôn các bạn. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn vào cuối tuần thật là vui vẻ. Các bạn đừng quên nhấn like và chia sẻ clip cho các bạn bè cùng xem. Và các bạn hãy nhanh tay ủng hộ mình bằng cách là nhấn vào cái nút đăng ký đó các bạn, để các bạn sẽ cập nhật được những video mới tiếp theo. Trời mồ hôi mồ kê đổ rồi các bạn ơi. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại clip sau nha các bạn. Chúc cô chú cuối tuần vui vẻ. Rồi chào tạm biệt. Hai mẹ con chào tạm biệt nha.